Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với bản tin công nghệ của Điện thoại Vui TV vào ngày 30 tháng 12 và ngày hôm nay thì hãy cùng mình điểm qua những thông tin công nghệ hot nhất có trong ngày nhé. Bắt đầu nào. Các bạn nói trong hôm nay thì Google đã cho ra mắt chiếc Google Pixel 3 XL. Tuy nhiên thì chiếc điện thoại này không nhận được quá nhiều sự quan tâm và rất có thể là trong năm sau Google cũng sẽ cho ra mắt chiếc điện thoại của riêng mình với tên là Google Pixel 4a, và đặc biệt là chiếc điện thoại này có màn hình nốt ruồi. Trong ngày hôm nay, chuyên gia rò rỉ OneLeak đã chia sẻ một số hình ảnh 360 độ cũng như video render về chiếc máy Google Pixel 4a. Theo đó, chiếc máy này của Google sẽ có camera selfie thiết kế nốt ruồi được đặt lệch ở phía bên trái màn hình. Ngoài ra, ở mặt lưng chúng ta cũng sẽ có một camera đơn được đặt ở trong một cụm hình vuông, và ở cạnh dưới máy vẫn sẽ có cổng tai nghe 3.5mm. Màn hình của Pixel 4a cũng sẽ là màn hình phẳng có kích thước 5.7 hoặc là 5.8 inch. Ở cạnh phải của Pixel 4a chúng ta có thể thấy cụm phím volume, phím nguồn quen thuộc. Phiên bản màu trắng như trong hình ảnh render sẽ có nút nguồn màu cam đặc trưng. Ở cạnh bên sẽ là nơi đặt chắc cắm tai nghe 3.5mm truyền thống. Trong khi đó, cổng sạc USB-C, giải loa và mic thoại sẽ ở cạnh dưới. Hiện tại thì vẫn chưa có nhiều thông tin về cấu hình phần cứng của Pixel 4a và Pixel 4a XL. Nhiều khả năng Google sẽ giới thiệu bộ đôi Pixel 4a tầm trung này tại sự kiện Google vào năm 2020, tổ chức vào nửa đầu năm tới đây. Có thể nói với sự thành công trên thị trường của Apple, ví dụ như là smartphone này, laptop này, PC hay là iPad, thì rất có thể là trong năm nay Apple sẽ lấn sân qua mảng gaming PC. Dù vậy, rất có thể là Apple sẽ chính thức lấn sân sang thị trường này vào năm 2020 với một mẫu máy Mac chuyên dành cho game thủ. Một nguồn tin đáng tin cậy là Apple sẽ tham gia thị trường eSports với một mẫu máy Mac gaming có giá lên tới 5.000 USD. Trước đó, Apple đã thể hiện sự quan tâm tới thị trường gaming với dịch vụ chơi game trực tuyến ở trên Apple Arcade. Tuy nhiên, ngoài việc xây dựng một hệ sinh thái trò chơi tương thích với nền tảng macOS, thì GPU AMD trên các thiết bị Mac hiện tại cũng cần tùy chỉnh để tương thích với các tác vụ chơi game. Hiện tại thì GPU mà Apple đang trang bị ở trên máy Mac chủ yếu tương thích cho nhu cầu đồ họa. Vấn đề lớn nhất hiện tại của Apple vẫn chỉ là hệ điều hành macOS, và rất có thể là trong tương lai Apple sẽ cải tiến lại hệ điều hành của mình hoặc là tạo ra một hệ điều hành mới để giúp nó tương thích với các tựa game. Tin tiếp theo sẽ cho chúng ta hy vọng về một tương lai iPhone rẻ hơn rất nhiều, khi mà mới đây thì Apple đã ký thành công hợp đồng với OE để xác nhận hãng này sẽ là hãng cung ứng cho Apple có những màn hình OLED. Apple cũng đang đặc biệt quan tâm đến BOE như một nguồn cung cấp màn hình OLED chính cho iPhone. Theo một báo cáo từ Hàn Quốc, màn hình OLED của BOE có thể đối đầu với Samsung và LG trong năm 2020 hoặc là 2021. Thậm chí các nhà phân tích còn tin rằng BOE sẽ xuất xưởng 45 triệu tấm nền OLED cho iPhone vào năm 2021. Tuy nhiên, Samsung vẫn giữ phần lớn các đơn đặt hàng iPhone, nhưng mà đơn hàng của họ sẽ giảm từ 230 triệu vào năm ngoái xuống còn 150 triệu. Vài tháng trước đã có cảnh báo rằng Apple đang thử nghiệm màn hình của BOE cho những chiếc iPhone sắp ra mắt của họ. Báo cáo mới nhất cho thấy kết quả thử nghiệm rất khả quan. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể biết được Apple liệu có sử dụng tấm nền OLED của BOE hay không sau khi iPhone 2020 ra mắt. Việc sử dụng màn hình OLED của BOE cho iPhone không chỉ giúp cho Apple chủ động hơn về nguồn cung, mà chi phí cho màn hình chắc chắn cũng sẽ được cắt giảm. Không biết là Apple sẽ giảm giá iPhone bán ra hay là vẫn giữ nguyên để tăng lợi nhuận cho riêng mình. Trong thời gian vừa qua thì đã có rất nhiều người dùng Facebook đã bị khóa tài khoản chỉ bởi vì một lý do là kết bạn với một người lạ trên Facebook. Lý do đó là gì? Tiếp tục theo dõi nhé. Ngày 28 tháng 12, hàng ngàn tài khoản Facebook tại Việt Nam bỗng dưng bị xóa. Lý do được Facebook gửi đến từng người dùng qua tin nhắn là vì họ đã kết bạn với một tài khoản Facebook có tên là Hậu Nguyễn. Một người chia sẻ rằng: "Tôi chỉ có bạn bè với người này chứ không biết là họ đang làm gì trái pháp luật Facebook. Sau khi nhận được tin nhắn, tôi không biết mình phải làm gì để chấm dứt hành vi như Facebook nói, hay đây là việc làm hết sức vô lý. Ai làm người đó chịu chứ sao lại đi khóa vô căn cứ như vậy?" Trước đó vào tháng 6, Facebook cũng từng đóng hàng ngàn tài khoản người dùng vì có liên kết với tài khoản Nguyễn Minh Nhật. Tại Việt Nam, Facebook đã nhiều năm gặp phải tình trạng tương tác tài khoản ảo và các công cụ lách bảo mật. Những công cụ trên vượt ngoài tầm kiểm soát của Facebook dẫn đến trải nghiệm người dùng Việt Nam với Facebook không được đánh giá cao. Chưa có nơi nào tình trạng đánh cắp Facebook cá nhân, bán like tài khoản ảo Facebook nở rộ nhiều năm nay như ở Việt Nam. Mạng xã hội này gần như là không có hướng giải quyết nào khác ngoài yêu cầu cá nhân để tìm ra công cụ ngừng hoạt động. Và đó là những thông tin hot nhất có trong ngày hôm nay, ngày 30 tháng 12. Đừng quên hãy nhấn like, share và subscribe cho Điện thoại Vui TV đón chờ những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, bye bye.